Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình Nick Valrang Review. Mình là Phoenix Hunter. Mình đã review qua rất là nhiều các cái chai nước hoa mà có mùi thơm rồi đúng không các bạn? Và hôm nay mình sẽ review cho các bạn một nhà nước hoa với những mùi hương phải gọi là hôi và thum thẩm và đặc biệt khó ngửi bậc nhất trong giới nước hoa. Các bạn hãy xem video xem nhà mà nước hoa mình review là nhà nào nha. Hôm nay hãng nước hoa mà mình muốn nói đến và giới thiệu đến cho các bạn ở đây đó chính là nhà Malou Paris. Đây là một nhà nước hoa khá non trẻ, được sáng lập vào năm 2016 bởi Bryac Frogren. Chàng perfumer này thì mới chỉ có 4 sáng tạo là 4 chai của nhà nước hoa Malou này thôi. Và anh chàng này cũng rất là trẻ, khoảng 30 mấy tuổi thì cỡ tầm chạc tuổi mình thôi. Và những sáng tạo đó anh ta luôn đưa vào đó một cái cá tính rất là mạnh mẽ và có một cái gọi là concept á, nó rất là dị biệt luôn. Anh ta muốn đưa vào cái mùi hương của mình những cái mùi kiểu animalic rất là nặng, là mùi hương kiểu động vật đó các bạn. Và những cái mùi hương mà mô tả lại về cơ thể con người, mùi hương trên cơ thể con người đó các bạn, những mùi hương gọi là nguyên thủy nhất. Nó có hơi giống với là concept của nhà Francesca Bianchi một tí xíu. Và nhà nước hoa này thì mình đã từng có giới thiệu trên fanpage rồi thì cái nhà. Nhưng mà sau khi mình thử nhà Francesca Bianchi cũng như là mình thử những chai Malou này thì mình thấy cái nhà Malou này nó làm đặc biệt hơn và có phần animalic nó đậm đặc và sáng tạo hơn rất là nhiều so với nhà Francesca Bianchi nha các bạn nha. Và cùng với đó là cái mùi hương nó cũng khó ngửi hơn rất là nhiều. Và bây giờ mình sẽ đi qua từng mùi hương nha. Thì cái nhà này mình đã mua cách đây khoảng 2 năm rồi. Nhưng mà thật sự là mình ngửi và mình cũng không biết phải review như thế nào hết. Bởi vì cái mùi hương nó quá khó ngửi đi. Nhưng mà thôi hôm nay mình sẽ giới thiệu luôn cho các bạn ha. Đầu tiên thì cái mẫu chai của nó khác so với bây giờ. Và bây giờ nó cũng đã đổi khác nữa rồi. Và cái đây là phiên bản của 2 năm trước nha các bạn nha. Thì cái hộp của nó là màu trắng như thế này. Cái hộp carton màu trắng thì cũng không có gì đặc biệt hết các bạn. Nó hơi bị dễ móp méo một tí xíu. Như một cái hộp giấy bình thường thôi nè. Mình để thì mình để chỗ này chỗ kia thì nó bị đè lên, nó hơi bị móp méo một tí xíu rồi. Đó. Đây. Cái chai của mình đây. Và phía dưới nó cũng ghi rất là đơn giản như thế này thôi. Cái thông tin Malou nè, cái chai nè, dung tích là 50ml nè. Và đó, thành phần của chai ở đây. Thì mình dở thử ra coi ngoại hình của một cái chai coi như thế nào nha các bạn nha. Đây là chai Kenniker. Gỡ lên cũng không có gì đặc biệt hết. Ở trong cũng chỉ là lót giấy như thế này thôi. Và cái mẫu chai các bạn thấy không? Nó nhìn nó kiểu rất giống là một chai thuốc thôi các bạn ha. Cái bản đầu tiên của nó các bạn thì không, thậm chí là không có cái nắp này luôn nè. Nó chỉ có cái chai như thế này thôi. Và cái đầu xịt đó, cái bản đầu tiên nó chỉ có như vậy thôi. Và sau này thì chắc cũng nghe góp ý từ cộng đồng thì bỏ thêm cái nắp như thế này. Cái nắp này thì giống như là cái nút bần mà trong các cái chai rượu các bạn. Thì nó rất là mềm, mình nghĩ là mình bóp cái này là nó bể luôn đó các bạn. Nên là nó không có chắc chắn được xíu nào hết. Và cái nhãn giấy dán này thì nó tựa như là giấy dán của nhà Lalabo vậy đó. Thì những cái thông tin hết sức là cơ bản. Tên hãng nè, tên chai nước hoa nè, nồng độ nè, eau de parfum nè. Và đó, đây, một số cái mô tả đơn giản, ví dụ như là cái mùi hương này mình phải sử dụng hết sức cẩn thận bởi vì nó có thể gây ra một cái cảm xúc rất là mãnh liệt. Cái chai này là chai đầu tiên của nhà Malou được sản xuất. Đó chính là chai Kenniker. Đầu tiên khi nó ra đời thì nó mang cái tên khác là tên Animal Savoir. Nhưng mà bây giờ nó đổi tên thành Kenniker rồi. Và mình thử luôn cái mùi hương đầu tiên sản xuất vào năm 2016 của nhà Malou này xem sao ha. Mới vừa ra là cái mùi hương animalic nó cực kỳ dữ dội rồi các bạn. Nó rất là mạnh mẽ, nó sọc lên một cái là mình ngửi nó hơi thum thẩm mà cái kiểu animalic của xạ hương á các bạn.
thì các bạn có thể tưởng tượng ra thì nó làm cho mình gợi nhớ đến một số chai có cái nốt xạ hương animalic đặc trưng, ví dụ như Musk Ravager bản cũ nè, hoặc là chai Secluton Musk Black Han. Đó, có nghĩa là mình liên tưởng đến cái vibe nó hơi giống giống vậy thôi, chứ thực sự mùi hương nó không có gọi là quá giống đâu nha. Đó, cái mùi thực sự là mình cảm nhận như là mình đang ngửi trên cái da của một con thú vật vậy các bạn. Nó rất là, mùi nó rất là đặc trưng. Nó có một cái mùi hơi hôi hôi kiểu đó. Không biết các bạn tưởng tượng không ta. Mà nếu các bạn ngửi vào cái mùi con thú vật đó, chắc chắn là cái mùi này nó sẽ làm một cách thơm tho hơn và một cách sạch sẽ hơn rồi, chứ không phải là cái kiểu đó. Nhưng mà nó sẽ gợi lên cho mình cái hình ảnh một con thú vật ngay trước mặt luôn. Mùi hương rất là mạnh mẽ và phải nói sao ta, mình tưởng tượng nó rất là thuần khiết, nó rất là tự nhiên. Mình rất là thích cái mùi hương này, bởi vì các bạn biết rồi thì cái gu mình rất là nặng, và những cái kiểu mùi hôi vậy nó luôn luôn tạo cho mình một cái cảm giác rất là mãnh liệt về cảm xúc nha. Như là ông tác giả, cái bạn tác giả đi, bởi vì bạn nó đâu đâu tầm tầm tuổi mình mà, thì bạn tác giả thì bạn nó nhắn gửi là giống như là đưa mình về một cái ngửi vào một cái mùi hương pheromone. Pheromone á là một cái mùi hương mà người ta diễn tả như là để kích thích hormone ở các cái loài động vật á. Đó, hoặc là con người cũng có một số các loại pheromone, nó có nghĩa là kích thích hormone mà để khi mà giao phối, chẳng hạn đến mùa giao phối á các bạn, thì các cái mùi hương tỏa ra của các cái con xạ hương là hưu xạ, hoặc là các cái con dạng như hải ly mà có cái tuyến xạ đó, thì cái kiểu cái mùi hương tỏa ra như vậy. Thì thực chất là mình rất khá là ấn tượng với là cái mùi này ngay mới đầu ngửi vào, rồi lúc sau mình có thấy nó hơi kiểu phấn phấn nhẹ một tí xíu nè, của iris á. Và sau này mình có thấy thêm mùi gỗ nó lên, mùi gỗ đàn hương kèm thêm một chút ngọt nhẹ creamy đặc trưng của cái gỗ đàn hương nữa. Nhưng mà xuyên suốt vẫn là cái mùi animalic của mùi xạ hương. Đó, nó rất là đặc trưng ha. Thực sự là cái mùi hôi của nó, mùi thơm thẩm của nó, thực sự là nó chinh phục được mình. Đâu đó thì thoang thoảng có một cái mùi hoa nhẹ nhẹ nữa, làm cho mình cái mùi hương nó không quá. Nhưng mà mình vẫn là nhắc lại nha, những mùi hương animalic này thì đặc biệt không dành cho những bạn mới chơi nước hoa. Và những bạn chưa có thử được nhiều các cái kiểu như thế này thì đừng nên thử nha các bạn nha. Bởi vì cái mùi nó như mình nói là nó rất hôi và thơm thẩm, bởi vì mình đã từng cho một số bạn qua đây thử những cái mùi hương kiểu này rồi. Thì mình nói nó hơi trần trụi một tí xíu thì các bạn kêu mùi gì mà khai khai, mùi gì mà thơm thẩm, giống như mùi đồ mà để lâu ngày vậy ta, hoặc là giống như mùi nước đáy, hoặc là mùi chuồng gia súc vậy ta. Đó, nên là những cái tính từ rất là mãnh liệt để diễn tả về cái mùi hương này nha các bạn nha. Đây, cái mùi hương này trên da mình bám rất là lâu, tầm 8 đến 10 tiếng và tỏa cũng khá mạnh, đâu đó tầm khoảng tầm 2 mét thì các bạn vẫn có thể ngửi được. Thì mình nghĩ chai này phù hợp với lại những cái tiết trời rất là lạnh, và khi mình đi đâu đó, mình nghĩ là nếu mà hẹn hò mình cũng có thể sử dụng được đó các bạn. Cái mùi hương này tuy khi xịt lên giấy nha là nó lại là một cái mùi hương khác, nhưng mà khi xịt lên da nó tác dụng với da thịt mình, nó tạo nên một cái mùi hương gọi là mùi da thịt á, nó rất là đặc biệt và nó có một cái sự quyến rũ khó diễn tả lắm các bạn. Bởi vì khi các bạn ngửi vào, các bạn giống như các bạn tưởng tượng như là các bạn nào mà có người yêu chẳng hạn, thì các bạn kiểu thích cái mùi trên cơ thể người yêu, cái mùi tự nhiên nha. Chứ mình không nói mùi nước hoa thì nó là mỗi cái chai nước hoa nó có mùi khác nhau rồi. Nhưng mà cái mùi đặc trưng tự nhiên á trên cơ thể, mà đặc biệt là các bạn nam nha, các bạn nam thì hay có cái tuyến mùi nó mạnh hơn một tí xíu. Thì đó, nếu các bạn nữ nào mà mê mẩn với là cái mùi hương trên các bạn nam đó, thì cái những cái mùi hương này là nó kiểu vậy, nhưng mà nó làm một cách thơm tho hơn, nó làm một cách đặc biệt hơn và nó làm một cách đậm hơn. Thì cái mùi hương đó các bạn nếu mà tò mò thì nên thử nha chai này.
Kenniker của nhà Malou. Chai tiếp theo mình muốn giới thiệu đến cho các bạn đó chính là chai Ambilux. Chai Ambilux này thì mình đã đọc rất là nhiều review và được diễn tả như là mùi hương của cái đồ lót nha, mà để khoảng 2-3 ngày không giặt, nó rất là kinh khủng như vậy đó các bạn. Đó, đọc review thì mình thấy được như vậy. Và bây giờ mình thử luôn coi cái mùi hương nó kinh khủng tới chừng nào nha. Wow, cái ti xịt nó mạnh lắm các bạn, nên là các bạn xịt tiết chế. Mới đầu ngửi vào là mình đã thấy một cái mùi hăng lên rất là đặc trưng của nốt cumin. Cumin là thì là Ai Cập, mình có nhắc đến trong rất là nhiều các cái review rồi. Đây là một cái nốt hương rất là đặc trưng để làm nên một số cái mùi hương có xu hướng phương Đông, kiểu Oriental các bạn. Và cái mùi hương này thì mình cảm thấy nó hăng một tí xíu nữa của tiêu hồng và có cái dirty của cái cumin, tạo nên một mùi hương nó hơi dơ một tí xíu. Đó là chính là cái lý do vì sao các bạn lại cảm nhận như là mùi hương mà quần áo chưa giặt ha. Và trong đó vẫn thấy rất là rõ ở đây, đó chính là mùi animalic. Animalic của chai này thì nó không phải kiểu animalic xạ hương như là ở chai Kenniker nha, mà là cái animalic ở đây là nó lại còn hôi hơn nữa và nó thâm thẩm hơn nữa của cái mùi của con hải ly á các bạn. Cái tuyến xạ của con hải ly đó, thì cái mùi hương này mình có thể bắt gặp được ở trong chai Hyrax của nhà Zoologic, cũng là một chai có nốt animalic rất là đặc trưng. Con hải ly tên trong nước hoa hay gọi là Castoreum đó các bạn. Đó, nếu các bạn mà đọc cái tài liệu ha, thì cái mùi hương này nó cũng cực kỳ mạnh mẽ luôn, cực kỳ hôi. Và nhưng mà đó lại trở về một cái vấn đề kiểu hơi biến thái nhẹ một tí xíu nha. Thì có bạn nào mà từng ngửi thử cái mùi đồ lót của mình hay là ngửi thử cái mùi đồ của mình á, khoảng 2-3 ngày gì đó chưa giặt á, hoặc là đi một ngày dài mồ hôi nhiều á, đó các bạn ngửi thử chưa? Nghe nó hơi dị, hơi ghê đúng không? Nhưng mà cái thực tế là như vậy. Các bạn biết á, có những tên biến thái mà đi kiểu lấy cái đồ lót của phụ nữ á mà chưa giặt á, đặc biệt là phải chưa giặt nha các bạn nha. Nếu mà giặt rồi mà phơi rồi, thơm tho mùi xà bông rồi, thì những cái thằng biến thái đó nó sẽ không có ăn trộm, mà là nó ăn trộm cái nào mà chưa giặt các bạn. Tại vì sao? Tại vì có một cái mùi rất là đặc trưng, có một cái mùi rất là thu hút từ cái vùng kín của người phụ nữ đó. Và những cái mùi hương kiểu như thế này đó là được diễn tả trong mình suy nghĩ đến cái lúc này thì mình mới nghĩ coi cái tác giả này có khi nào có cái sở thích biến thái đó không ta, và bạn đó mới làm ra được những cái mùi hương mà kiểu hôi mà thâm thẩm như thế này. Nhưng mà thật sự là ngửi vào nhiều á nha, nó rất là cuốn hút nha các bạn nha. Có thể là chưa quen thì các bạn sẽ thấy nó hôi, nhưng mà nếu mà đã quen mà đã rất là thích rồi á, kiểu mùi hương này thật sự là mình cảm thấy rất là cuốn hút đó các bạn. Tuy là mới đầu tiên là nó hôi thật, nó cái mùi xạ hương con hải ly này đó, mình chỉ diễn tả được bằng cảm giác thôi nha các bạn nha. Chứ bây giờ ngửi thật sự khi ngửi trên giấy á, là nó khác hoàn toàn so với xịt lên người nha các bạn nha. Đó, nên các bạn nếu mà muốn thử những cái mùi kiểu animalic, kiểu mùi hương da thịt như thế này, các bạn nên xịt lên người. Mùi hương cực kỳ mạnh mẽ và rất là dị biệt. Một hồi sau thì mình còn cảm nhận được cái nốt khói, một chút khói nhẹ, nó hơi cháy cháy một tí xíu, và cái nốt hoa hoa vàng nó hiện lên làm cho cái mùi hương nó dịu lại. Nó không có phải là một cách hôi toàn diện, mà nó kiểu nó chấm phá thêm những cái nốt khác, làm cho cái mùi hương nó phức tạp hơn và nó sáng hơn một tí xíu. Chai cuối cùng mình muốn giới thiệu cho các bạn đó chính là chai chai Pureste. Đây, chai này mình nghĩ là chai mà dễ xài nhất trong ba chai đó. Và chai này là chai ra đời cuối cùng trong bộ ba chai mình giới thiệu. Chai này là ra đời năm 2019 ha.
mùi hương này mới đầu mình ngửi vào cũng là một nốt animalic chủ đạo đó, nhưng mà nó làm nhẹ hơn hai chai kia rất là nhiều. Mình nghĩ sau hai chai làm gọi là thể hiện bản thân mình một cách rất là rõ nét rồi, thì đến với chai thứ ba này, bạn đó đã tiết chế cái mùi hương lại. Và mình cảm nhận ở đây là cái nốt hoa hồng khô nó rất là rõ các bạn. Nó giống như là một cái nốt hoa hồng nó sắc lạnh một tí xíu, nó làm cho cái nốt animalic nó dịu hơn rất là nhiều. Và cùng với đó là nốt phấn, cái cảm giác phấn nó mang lại, nó cũng tạo cho mình một cái cảm giác rất là dễ chịu. Và nó có hơi mang hơi hướng unisex nhiều hơn hai chai kia một tí xíu, và khá là nhẹ nhàng. Mình nghĩ chai này là chai hoàn toàn có thể sử dụng được nè. Nếu các bạn tò mò về nhà nước hoa này thì nên thử chai Poreste này đầu tiên, bởi vì nó dễ sử dụng nhất và cái mùi animalic của nó cũng nhẹ nhàng và dễ chịu nhất, không có gây kiểu sọc lên mà hơi khó chịu như hai chai kia. Không phải hơi khó chịu nữa mà là quá khó chịu như hai chai kia nha. Đó, chai này thì kiểu thơm thơm, nó dễ ngửi nhất. Nhưng mà đối với mình, nếu mà mình để mình thích á, thì mình lại thích chai Ambilux nhất. Nó là cái mùi mà gây ra cái sự hôi nhất và thâm thẩm nhất, nhưng mà lại là một cái chai mà làm mình cảm thấy thú vị nhất. Rồi đến chai Kenniker, rồi mới đến chai Poreste này. Chai này thì dễ xài, một mùi hương dễ xài chai, nhưng mà chai nào của nhà này cũng đều bám tỏa rất là tốt nha các bạn nha. Nó bám trên da, nó tỏa mạnh một chút đầu thôi, nhưng mà sau đó nó trở thành mùi hương nó hơi sát sát cơ thể một tí xíu, nên là nó, mình nghĩ nó cũng không gây quá khó chịu cho những người xung quanh đâu. Nhưng mà đặc biệt những cái mùi hương này các bạn đều nên tiết chế và nên thử, đặc biệt là nên thử trước khi mua, và phải sử dụng ở những nơi nào mà trời lạnh, đặc biệt là càng lạnh thì càng tốt, hoặc là ít nhất là cũng phải đừng ra trời nắng nóng nha các bạn nha, sẽ gây rất là khó chịu đó. Mùi hương hoa hồng này nó xuyên suốt luôn, cùng với lại mùi phấn á, tạo nên một cái mùi hương nó mang kiểu nó hơi cổ điển một tí xíu. Mình tưởng tượng như là một cái thiếu nữ quý tộc thời thế kỷ đâu đó tầm 19-20 á, có bỏ cái một cái giỏ hoa hồng khô và có một chút phấn trong cái giỏ mình, và đâu đó là khi bôi lên người thì có thêm một chút mùi mồ hôi, mùi tự nhiên của cơ thể nữa, thì nó rất là đẹp. Kiểu sau một ngày á thì những cái mùi đó nó hòa quyện với nhau tạo thành cái mùi Poreste này. Và mình cảm thấy mỗi chai trong nhà Malu này tạo cho mình một cái cảm giác thú vị riêng, và đúng là nó tạo ra một cái emotion rất là mãnh liệt nha các bạn nha. Đặc biệt là các bạn mới thử thì cái emotion nó sẽ là wow, gì mà mùi thúi dữ vậy, mùi hôi dữ, thơm thẩm dữ vậy. Nhưng mà cái emotion của mình là một cái mùi animalic, nó được blend, nó rất là đặc biệt, nó kiểu thêm nhiều cái nốt khác. Tuy là mình cảm thấy cái mùi kinh khủng đó, nhưng mà một cái sự kinh khủng rất là tuyệt vời, giống như là beautiful nightmare vậy các bạn. Một cái ác mộng mà rất là đẹp. Đó là một cái từ mình đặc biệt dùng để diễn tả về những cái mùi hương của nhà Malu này. Thì nước hoa có rất là nhiều cái hãng và những rất là nhiều cái cá tính khác nhau mà để một perfumer gửi vào trong một chai nước hoa như thế này. Thì mình hy vọng thì các bạn có những cái nhìn khác về những cái mùi hương, không chỉ là những mùi thơm và những mùi kiểu thâm thẩm thúi như thế này, thì cũng sẽ làm cho các bạn cảm thấy thú vị hơn trên cái hành trình đi tìm một cái mùi hương chân ái của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của mình review về cái nhà nước hoa hết sức là đặc biệt, nhà nước hoa Malu. Và nếu các bạn thấy hay thì hãy like, share và subscribe cho channel của mình nha, để theo dõi thêm nhiều cái video mình review hơn. Có thắc mắc gì thì các bạn hãy gửi về fanpage hoặc là PM trực tiếp cho Facebook của mình luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ha.